bạn luôn lặng lẽ đồng hành cùng bạn, che chở cho bạn, luôn luôn bên cạnh bạn mà không cần một lý do. Còn bạn, bạn dành cho người đó những gì? Người bạn đó trên mọi miền tổ quốc, từ Bắc thì có thể nói là từ lúc mình bắt đầu vào câu lạc bộ ECHA thì mình đã giao lưu với cả nhiều anh em trong các vùng tổ quốc, từ có thể là chiếc xe Hyundai ECHA và Santa Fe đã gắn bó mình các cung đường từ Hà Giang đến Kiên Giang. Và trong các cái cung đường trải nghiệm đó, mình đã được giao lưu, được gặp gỡ rất nhiều anh em trên mọi miền tổ quốc. Thực sự cái chuyện giao lưu anh em trong đội xe, mình thật sự là bất ngờ, vì họ ở các vùng miền tổ quốc khác nhau, họ đã cho mình những người bạn mà mình không thể nghĩ tới là có thể gắn bó lâu dài được đến nay. Tới miền Trung, Hùng di chuyển là qua rất chi là nhiều điểm khác nhau, đồi núi có, đèo có, đường quốc lộ có, đường bờ biển có, thì Hùng thấy là coi như là cái chế độ lái cũng giống như là cái lúc mà Hùng đạp ga thì rất chi là mượt, để mà coi như là vượt các cái xe khác hoặc là vượt các cái chướng ngại vật khi mà mình di chuyển trên đường. Cuối cùng là Hùng vẫn chọn Hyundai Tucson, vì là trong bản thân Hùng luôn có một cái tình yêu đối với Hyundai. Khi mà bắt đầu mà có cái quyết định mua một cái dòng xe nào đó thì Hùng nghĩ tới việc đầu tiên là sẽ lựa chọn cái thương hiệu Hyundai. Hùng có tham gia một số câu lạc bộ xe. Đối với Hùng thì nhiều câu lạc bộ xe thì hắn giống như là một cái gia đình lớn hỗ trợ nhau. Miền Nam, Hyundai Tucson là chiếc xe thứ 12 mà anh đã sử dụng. Không gian rất là thân thiện, gần gũi, và những cái option an toàn trên Tucson thì rất là đầy đủ và cho mình cảm giác tự tin khi cùng với gia đình có những chuyến dã ngoại xa ở những địa hình tương đối khó như là núi hoặc là ở vùng cát biển. Nên đối với Hyundai Tucson mình cảm thấy rất là tự tin và hài lòng. Nhờ sử dụng cái dòng xe Hyundai Tucson này mà mình cùng với một số anh em có chung niềm đam mê với xe hơi đã thành lập lên hội Tucson and Friends thành phố Hồ Chí Minh. Thì tình cảm của anh em trong hội nói chung và tình cảm với chiếc Hyundai Tucson nói riêng ngày càng gắn bó hơn. Và tới thời điểm này thì mình đã dùng chiếc xe Hyundai Tucson được 3 năm. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy yêu nó như ngày đầu, cảm thấy rất là tự tin. Kết nối họ với nhau, cùng nhịp cảm xúc trên phím đàn thời gian.